Ok, bao nhiêu bạn ở đây đã xem video video mà chị vừa mới đăng lúc chiều, video về về câu bị động, thì các bạn chỉ cần có ba bạn chỉ cần có ba cái trang giấy đó thôi là các bạn có thể nắm hết được cái câu bị động rồi ạ. Các bạn chỉ cần có ba cái trang giấy đó thôi các bạn, không phải là hết nhé. Có những cái có cái phần nó gọi là nâng cao nó khó hơn ấy, thì mình không có chia sẻ, mà mình chia sẻ với các bạn những cái mà cơ bản trước, những cái câu khó mà bị động trong bị động chẳng hạn thì mình cũng không không có chưa chia sẻ vội. New Year chị có dạy không? Còn tùy. Có, ngày chị mở hóa trình quá. Alright. Thì chúng ta tổng hợp được thành cái bảng đó là chúng ta có thể nhìn thấy rất là rõ về cái câu bị động. Trước tiên thì chúng ta nói về cái tại sao mà chúng ta phải sử dụng câu bị động. Tại sao phải sử dụng câu bị động? Các bạn thử làm một vài câu bị động trong tiếng Việt đi các bạn. Các bạn thử viết một vài câu bị động trong tiếng Việt cho chị xem nào. Ở đâu vậy chị? Video chị mới đăng ở trên TikTok ạ. Quên chưa đăng lên YouTube. Đăng lên YouTube cho các bạn xem. Đây các bạn làm một vài câu bị động ở trong tiếng Việt nhá. À, cho nó lịch sự hơn hả? Ok. Gì nữa nào? Tôi ăn nó, tôi bị điểm kém. Em được dạy anh bởi chị Huyền Kem không? Các bạn đừng dạy là mình là câu bị động nhé, Việt mà nó rất là Việt Nam ấy các bạn, chứ đừng kiểu tại câu bị động mà là của Việt Nam thực sự ấy, các bạn nghĩ đâu là câu bị động á. Tôi đã trồng cây thành cây, tôi đã trồng cây đã được trồng, thành cây đã được tôi trồng. Ok, hai Ngọc Linh, chị đăng ở đâu thế ạ? À? Cái cửa được tôi đóng. Tôi bị bệnh. Anh ấy bị ướt. Ok. Thì cái sự khác nhau giữa câu bị động ở tiếng Việt và nghĩa là ở tiếng Việt và tiếng Anh như là chúng ta thường nói là bị và được. Bây giờ người ta có một câu là bạn nhìn thấy câu này nhé. Rồi. Câu chị Huyền cứ bị xinh ấy. Các bạn có ai nói cái kiểu ơ cứ bị xinh á, hôm nay tao cứ bị xinh ấy mày. Các bạn có thấy cái câu này không? Thì cái câu này mà dịch sang tiếng Anh là gì và nó có phải là câu bị động ở trong tiếng Anh không? Đấy. Mà dù là nó có một cái chữ mà chúng ta bảo là khi mà câu bị động là có từ bị và từ được. Vậy chúng ta hình dung là tiếng Việt ấy, chị Huyền cứ bị xinh á thì liệu có phải là câu bị động không ta? Có phải không các bạn? Đang định nói luôn chị. Đây có phải có cái gì tiếng Anh là gì, nếu mà bạn dịch câu là sang tiếng Anh các bạn viết viết như thế nào, các bạn viết như thế nào? Xinh là chị gần là bị tôi yêu, tôi cứ bị thích cậu ấy. Đấy là chúng ta kiểu người Việt Nam chúng ta nói những cái câu này, chúng ta gọi là chị Huyền cứ xinh nữa đúng không, nhưng mà chúng ta cứ thêm cái chữ bị hoặc là cứ được là để cho nó vui hơn, để cho nó cái câu mà kiểu nó có nhiều cái sắc thái hơn đúng không? Nhưng thực ra cái câu này nó không phải câu bị động, bởi vì sao khi mình dịch sang tiếng Anh thì mình có thể nói là Miss Huyền is so beautiful. Ngay và cái beautiful của mình này là gì? Là một tính từ các bạn. Ok, và cái to be này của chúng ta lại là một động từ nối. Một động từ nối. Và các bạn nhớ một điều là cái câu bị động ở trong tiếng Anh là không bao giờ mà cái câu nào mà có chỉ có động từ nối thì sẽ không được thành lập thành một câu bị động. Ok không? Không thể thành lập được một câu bị động khi mà trong câu chỉ có động từ nối. Trong câu chỉ có động từ nối. Và thêm một cái nữa, trong câu mà có động từ chỉ hành động cũng chưa chắc thành lập được thành câu bị động. Mà trong câu nó phải có gì? Chủ ngữ cộng với động từ và phải có tân ngữ là phải có object. Đây, nó phải có đủ cái yếu tố như này nó có thể thành lập được thành một câu bị động. Được chưa nào? Đấy là ở trong tiếng Anh các bạn nhá. Miss Huyền is still very beautiful. Chủ ngữ này, cộng động từ và cộng với cái tân ngữ. Ok, và phải có cái tân ngữ này thì chúng ta mới có được một câu bị động các bạn nhá. Đấy, có được một câu bị động. Các bạn nhớ cái điều đấy nhá. Những cái câu nào mình nhìn với kiểu như là I am a student có thành lập một câu bị động không? No. He is handsome. No. She looks beautiful. No.
đúng không? Hoặc là she is sleeping chẳng hạn. Câu này có thành lập được thành câu bị động không? Đây, the baby is sleeping. She is sleeping. Chính nhá, động từ này là phải động từ. Động từ chỉ hành động. Động từ chỉ hành động thì nó mới có được một cái tân ngữ ở đây các bạn nhé. Còn tất cả động từ nối á, thì nó không có tân ngữ đằng sau mà nó chỉ có bổ ngữ thôi. Chỉ có tính từ như thế này. Được chưa? Đấy là cái câu cấu trúc của câu trong tiếng Anh. Rồi. Rồi, ok, she is sleeping. She is sleeping. Không, cũng không, tại vì là làm sao? Câu này nó không có object các bạn. Câu này không có object. Là chỉ là cô ấy ngủ đấy, cô ấy đang ngủ. Cô ấy đang ngủ. Đơn giản là vậy. Bây giờ mình kể một cái câu. Mình cái câu ví dụ là I buy a bag. Ví dụ thôi nhá. Chưa quan tâm gì đến cái gì cả, mình chỉ có ví dụ đơn giản. I buy a bag. Mình phân tích ra. Tại sao mình phải nhìn là mình phân tích cái cấu trúc của câu? Đây là chủ ngữ này, động từ này, và đây là object. Ok, nó thỏa mãn cái điều kiện này chưa các bạn? Thỏa mãn rồi đúng không? Thỏa mãn rồi nên câu này chúng ta có thể có một câu bị động từ cái câu này mà suy ra. The plane was watering by me. Thì đó chị sẽ phân tích câu của Lộc Pro nhé. A bag is bought by me. Không có object vẫn viết được câu bị động. Bạn này kiến thức không chắc chắn rồi. Ok rồi. Tại sao mà chúng ta đây là nhìn từ câu 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 chủ động mà ra các bạn nhá, câu chủ động. Bây giờ khi mà người ta viết một cái câu bị động, có nhất thiết là lúc nào người ta cũng phải có cái câu chủ động này trước không? Là người ta ngầm hiểu đó các bạn. Người ta ngầm hiểu thôi nhé. Còn tất cả các câu bị động đều phải có tân ngữ. Còn với bạn nào mà đang comment ở đây ấy, thì bạn có muốn đấu khẩu với mình thì có thể là nhắn tin inbox nhé. Còn comment ở trên này làm gì thì các bạn hoang mang. Đúng không nào? Chủ ngữ này cộng với chủ ngữ cộng động từ là cộng với object cộng với tân ngữ. Ok. Có những lúc mà người ta sẽ dùng một cái chủ ngữ giả, ví dụ it is said là gì đó là chủ ngữ giả, nhưng mà chúng ta không không nói đến, chúng ta hiểu đơn giản là như vậy thì chúng ta mới có là cái này bị tác động hoặc là bị làm được từ cái này, từ cái chủ ngữ này. Ok, các bạn hiểu đơn giản là như thế nhé các bạn nhé. Trời ơi, she is sought yesterday, không cần object. Bạn này bạn không hiểu mình đang nói gì rồi, bạn còn ra còn nói là không không có chắc kiến thức đấy chứ. Cho bạn phát biểu lại nhá, phát biểu lại xem ai là người không chắc kiến thức ở đây nhá. Các bạn nghe chị nói lại này, cái câu mà chủ ngữ cộng với verb và cộng với object ở đây là câu gì? Đây là câu chủ động. Ok, mà có khi bạn sẽ nhìn thấy luôn là người ta không cần phải viết cái câu chủ động này ra, người ta mới có câu bị động. Ví dụ cái câu của bạn vừa lấy bạn ấy viết là bạn vừa lấy bạn ấy viết là gì? Đâu, bạn ấy đi đâu rồi? Bạn ấy xóa comment rồi hả? Em xử lý bạn đó rồi. Không phải để cho bạn ấy hiểu. Câu chủ động mà không có object thì sao chuyển thành câu bị động? Cái câu bạn ấy vừa nói là she is shot là cô ấy bị bắn, cô ấy bị bắn, các bạn thấy không, cô ấy bị bắn, vậy là phải có ai đó bắn cô ấy đúng không? Nhưng mà chúng ta không biết là có ai đó bắn cô ấy, chúng ta không có biết đấy là ai cả. Chúng ta có thể nói câu là somebody somebody shoot her. Ok, như bạn ấy vừa viết là viết ở câu 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 is short. Đây là câu ở thì hiện tại đơn nhé, chị viết lại ở thì hiện tại đơn nhé. Đây có phải là có ai đó bắn cô ấy không? Đúng rồi, nếu không có ai đó bắn cô ấy sao mà cô ấy bị bắn được các bạn, đúng không nào?
bạn bị bay rồi. Đấy, đơn giản như vậy. Vậy là cái câu này thì anh nói là các bạn hiểu là à, để có một cái câu chủ động thì cái trước đó là nó phải có cái câu chủ ngữ cộng với động từ và cộng với object thì chúng ta mới có thể chuyển nó thành câu câu bị động được, đúng không nào? Nhưng mà khi mà đến chúng ta viết thành thạo, viết quen rồi và chúng ta nhìn thấy câu và người ta chẳng cần phải viết cái câu bị động này, câu chủ động này ra trước, người ta viết luôn cái câu câu bị động như này. Các bạn hiểu là như vậy nhá. Bây giờ chị sẽ nói với các bạn bốn cái cách dùng, tại sao mà nó lại xuất hiện câu bị động, để các bạn viết vào nhá. Yesterday mà bạn ấy còn để is. Bây giờ các bạn này, các bạn xem video của chị rồi, các bạn thấy rồi đấy, có bốn cái cách dùng ở đấy để chúng ta nói. Cái cách dùng, cái cách mà chúng ta cần phải sử dụng một vài, không phải lúc nào mình cũng sử dụng cái câu chủ động, đúng không? Mình có thể linh hoạt, mình thường sử dụng câu bị động để cho câu của mình nó hay hơn, câu của mình nó phức tạp hơn chẳng hạn, hoặc là nó lịch sự hơn, nó trang trọng hơn, hoặc nó mang một cái ý nghĩa nào đấy, thì chúng ta sẽ có cách dùng giống như là kiểu mấy cái thì ấy. Ôi con sông quê chạy mất tiêu à. Nào các bạn biết cái cách dùng của nó nhé. Đầu tiên ấy, các bạn sẽ thấy là à, khi mà cái chủ thể mà gây ra cái hành động đấy, các bạn hiểu là chủ thể gây ra hành động là gì? Là vừa nãy mình có chủ ngữ này, cộng với object này, cộng với verb. Đây là câu chủ động nhá, nhớ nhá, đây là câu chủ động này. Chủ động. Vậy trong cái câu này thì cái object à, cái subject này này. Cái subject này trường hợp thứ nhất là cái subject này nó không có quan trọng. Ok, cái chủ thể mà gây ra hành động ấy nó không có quan trọng. Nên là người ta cũng chẳng muốn nhắc đến. Đấy. Chủ thể cái gây ra hành động ấy nhá, một là nó không quan trọng. Nó không quan trọng nên là người ta không cần phải nhắc đến, là người ta viết luôn một cái câu bị động. Và trong cái câu bị động ấy thì không có nhắc đến cái chủ động trong cái chủ thể này. À. Được chưa? Cái thứ hai. Cái thứ hai là cái chủ thể gây ra hành động này nó nghĩa là nó không, người ta không biết. Đấy, không được biết đến. Không được biết. Ví dụ như chị có một cái câu là một cái câu là cái cửa đã bị mất, đã bị khóa, sorry. Cái cửa bị khóa nhé. The door was locked. Đây, cái cửa đã bị khóa và chúng ta không có biết là ai khóa cái cửa đấy hết, đúng không? Thì chúng ta có thể nói là someone locked the door, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta không nói câu đấy, chúng ta nói là the door was locked, nghĩa là cái cửa bị khóa và chúng ta cũng không biết là ai khóa cửa cả. Bây giờ chúng ta sử dụng một cái câu bị động, đúng không? Và từ cái câu bị động này chúng ta hoàn toàn có thể viết thành một câu chủ động được, đúng không nào? Tiếp theo là cái chủ thể gây ra hành động đấy nó quá là rõ ràng. Nó quá rõ ràng và nó không cần thiết phải nhắc đến các bạn. Không cần thiết phải nhắc đến, nghĩa là không cần phải nói. Người ta cũng biết đấy là ai rồi. Không cần phải nói thì đấy cũng biết là ai rồi. Alright. Thì đấy là cái cách mà khi chúng ta dùng là cái chủ động, cái chủ ngữ này nó trong ba trường hợp là không quan trọng này, hoặc là chưa được biết đến này, hoặc là quá là rõ ràng thì người ta không cần phải dùng cái câu này, mà người ta dùng cái câu là gì? À, object cho lên đầu. Đó. Object cho lên đầu làm subject này. Tiếp theo cái động từ này nó phải có cái cốt, cái lõi là be cộng với phân từ 2 các bạn nhá, nó phải có cái lõi là be cộng với phân từ 2 và subject không cần phải biết đến thì không cần phải viết trong cái câu này luôn. Ok, cái này bỏ luôn, cái này coi như bỏ. Thì trong câu này bạn nhìn thấy nhá, subject của chúng ta là the door, lúc trước đó chính là object, nó chính là tân ngữ, đúng không? Cái câu chủ động của chúng ta là ai đó đã khóa cửa. Bây giờ chúng ta sẽ có là cái cửa bị khóa và không cần phải viết là bởi ai đó nữa, bởi vì là đâu có biết là ai nữa đâu, nhưng không cần phải viết cái đấy nữa đâu, nó vừa thải làm gì, đúng không? Đây chúng ta có đây nhá, đây the door, được chưa? Và be cộng phân từ 2 thì nó phải phụ thuộc vào gì? Phải phụ thuộc vào thời gian của hành động, như là thì đó, cái thì của động từ đấy thì chúng ta sẽ chia được. Thì câu này nó là câu ở quá khứ, ví dụ ngày hôm qua chẳng hạn thì bị khóa, vậy là chúng ta sẽ có là và be của chúng ta sẽ chuyện là was và phân từ 2 của chúng ta là locked. Ok, cái was này thể hiện đây là quá khứ.
Và đây là be động, quá khứ bị động. Ok. Vậy là the door was locked. Xong, đúng không? Các bạn nhìn thấy câu không? Thế này, vậy là xong rồi. Vậy là xong một cái câu the door was locked. Vậy là được một cái câu bị động, đúng không? Mà chúng ta không cần phải nhắc đến cái chủ thể gây ra cái hành động là gì. Là cái tân ngữ này là cái bị, đúng không? Cái cửa bị khóa rồi mà. Cái cửa đâu có tự dưng nó khóa đâu, mà là có một cái ai đó khóa cái cửa. À. Đấy là cái cách dùng thứ nhất các bạn nhá. Cái cách dùng thứ nhất của cái câu bị động. Được chưa nào? Chiều em sao chị không dạy từng thì? Đấy là chị dạy rồi các bạn. Nếu phải là chị không dạy đâu. Nào, tiếp theo. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái cách dùng thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ, các bạn có muốn đặt một vài câu à? Thôi các bạn không phải đặt. Chúng ta cứ nói cái cách dùng của nó xong rồi nhá. Xong rồi chúng ta sẽ nói cái, các bạn có cái bảng, các bạn chỉ cần lưu cái video của chị về thôi. Thì cái bảng của chị nó đây như thế này. Đó, chị đã biết là như vậy rồi. Thì các bạn thực sự là các bạn cũng chỉ cần lưu cái video của chị về và các bạn xem kỹ cái video ấy là các bạn cũng có cái bảng này rồi. Đây là cái bảng cấu trúc của đây rồi. Và cái cách dùng chị cũng biết đây rồi. Các bạn thấy là chúng ta dạy, có thể là chúng ta dạy cả một tiếng rưỡi, nhưng mà làm cái video ngắn lại cho các bạn thì chỉ có 40 giây thôi. Ok, cách sử dụng nó cũng có ở đây rồi. Được chưa? Tiếp theo này, cái cách dùng thứ hai thì các bạn thường thấy, các bạn thường thấy ở trên báo, trên báo, nếu mà các bạn hay đọc báo ở nước ngoài, người ta rất là hay viết cái câu bị động. Hoặc là trong những cái thông tin, cái thông báo gì đó. Ok, thì mình có ví dụ như là các bản tin này, thông báo quan trọng mà, hay các quảng cáo, thì người ta dùng cái câu bị động. Bởi vì lúc đấy là chúng ta tập trung vào cái gì? Chúng ta không tập trung vào cái chủ thể mà chúng ta tập trung vào cái hành động. Ok, chúng ta quan tâm đến hành động hơn là cái người tạo ra hành động đó. Thì là ở cái thứ hai nhá. Chúng ta quan tâm đến hành động hơn. Đến cái hành động hơn là cái hơn là người người tạo ra hành động. Cũng giống như cái trên này, đó là cái chủ thể đấy, cái người này này là không quan trọng, đúng không? Nên là chúng ta sẽ viết ví dụ như là các bạn tưởng tượng là các bạn đi du lịch chẳng hạn, đúng không? Các bạn đi du lịch và các bạn ở trong cái khách sạn và người ta thông báo là cái bữa sáng của chúng ta, cái bữa buffet mà ở trong cái khách sạn mà hay ăn á, đúng không? Sẽ được phục vụ. Đó. Sẽ được phục vụ vào cái lúc này đến lúc này. Thì chúng ta không cần phải biết là cái người phục vụ là ai cả, đúng không? Chúng ta chỉ quan tâm là cái bữa sáng nó sẽ được phục vụ vào cái lúc nào thôi. Thì chúng ta sẽ có câu là gì? The breakfast is served. Đấy. From 6 to 10. Đấy. Bữa sáng thì sẽ được phục vụ từ lúc 6 giờ sáng đến 10 giờ sáng. 6 giờ đến 10 giờ sáng. Nó chỉ quan tâm là nó được phục vụ cái lúc nào thôi. Alright. Còn cái người phục vụ là cái chị A hay cái chị B hay cái chị C hay là cái anh D, nó không quan trọng, đúng không? Chúng ta quan tâm đến cái việc là nó được cái phục vụ ở lúc nào. Thì đấy là cái cách dùng của cái câu bị động là như vậy. Là cái tiếp theo mà vừa nãy có một bạn nói ấy, một bạn comment đúng rồi đấy. Đó là cái thể hiện cái sự trang trọng, cái sự lịch sự thì người ta sử dụng cái câu bị động. Mà sau này nếu mà các bạn học cao lên mà các bạn ví dụ các bạn đi thi viết TOEIC hoặc là IELTS hoặc là thi cao hơn á, thì các bạn sẽ thấy được là các bạn dùng cái câu bị động thì các bạn sẽ được đánh giá rất là cao. Ok. Đó. Đây là mình sẽ để giúp cho cái câu này được trang trọng lịch sự hơn nhé. Đấy, tạo ra cái sự trang trọng và lịch sự. Đấy là cái cách dùng của người nước ngoài. Trang trọng và lịch sự. Trang trọng và lịch sự hơn. Được chưa? Ví dụ như một cái câu là có một người nào đó nhỡ may mà làm hỏng cái váy của chị chẳng hạn, một cái váy mới mua và mình thấy rất là tiếc, nhưng mà mình không nhỡ, mình bảo là trời ơi, bạn hoặc là cô hoặc là anh hoặc là mày làm hỏng váy của ta. Thì bây giờ mình dùng cái câu là chiếc váy của mình vừa mới bị làm hỏng chẳng hạn, chiếc váy của mình bị làm hỏng và mình cũng biết là cái người làm hỏng là ai rồi, nhưng mà chúng ta cũng không phải nhắc đến để trong cái câu đấy, chỉ nói là bị làm hỏng thôi. Vậy là mình sẽ có câu là my new dress. Has been ruined.
Đấy. Thay vì chúng ta sẽ nói cái câu là you have ruined my new dress. Ok, thay vì chúng ta nói câu này, thì chúng ta sẽ được đánh giá là chúng ta lịch sự hơn các bạn. Đấy, đấy là trong tiếng Anh các bạn ha. Thì đây chúng ta chỉ cần biết được ba cái cách dùng này là cũng ok rồi. Nó cũng như vậy thôi. Ở trên nào? Đấy là chúng ta sử dụng câu bị động khi nào? Trong những cái trường hợp đó, chúng ta có một cái nhìn tổng quan là chúng ta sử dụng câu bị động để làm gì cơ chứ? Đúng không? Tại sao mình không sử dụng câu chủ động thôi? Còn cái câu mà chị Huyền cứ bị sinh ấy thì nó không được coi là câu bị động ở trong tiếng Anh nhé các bạn nhá. Ok. Cứ bị sinh ấy. Ừ đúng rồi, bị sinh quá. Rồi, đấy nhá, đấy là cách dùng các bạn ha. Để chị giải thích cho các bạn hiểu rất là dễ. Đúng không nào? Bây giờ mình sẽ xóa cái này đi nhá các bạn nhá. Mình sẽ xóa cái này đi được không? Bây giờ mình sẽ vào cái mình sẽ vào cái cấu trúc của nó để các bạn có thể hiểu. Chúng ta thì chị dạy các bạn ấy là mới dạy các bạn là mấy thì nhỉ? 6 thì thôi. Thì chúng ta cũng chỉ làm 6 thì đấy thôi. 6 thì đúng không? Thì hiện tại đơn này. Hiện tại tiếp diễn này, hiện tại hoàn thành này. Tương lai quá khứ đơn, quá khứ tiếp diễn và tương lai đơn. Thì các bạn cũng chỉ cần viết được mấy cái đó thôi. Các bạn nhớ một cái gọi là cái cốt lõi ấy. Khi là chúng ta nhìn vào một cái câu bị động mà chúng ta có thể nhìn thấy ngay. Chúng ta có thể nhìn thấy ngay là cái trong cái câu bị động nó phải có, các bạn phải nhìn thấy ngay nhá, đó là nó phải có cái động từ to be ở trong đấy và phải có cái phân từ hai ở trong đấy. Phân từ hai là cái verb mà ở cột ba ấy, ở trong ví dụ như là trong cái bảng động từ quy tắc ấy, thấy chưa? Cái bảng động từ quy tắc ấy thì mình có là cột thứ nhất là động từ nguyên thể này, thứ hai là động từ chia quá khứ đơn, mà thứ ba là cái này, đó là ở cột thứ ba, mà chứ các bạn có thể viết là verb ba ở đây này, đúng không? Verb một này, verb hai này, verb ba. Mà chị hay viết bảo là past participle, phân từ hai. Thế các bạn nhìn vào câu và viết được ngay. Ví dụ cái câu của bạn Lộc Pro vừa rồi ấy, bạn ấy viết là gì? Các bạn viết là gì? Bạn Lộc Pro vừa viết là gì? Cái gì? Hoa được tưới đúng không? Hoa đang tưới cái gì đó đúng không? The flower is watering by me. Bạn Lộc bạn ấy vừa viết như này nhá. Bây giờ các bạn thử xem là bạn Lộc Pro vừa lại viết cái câu này đúng hay sai, The flower is watering by me. Liệu câu này có phải một câu bị động không? Thì các bạn nhìn vào cái, thấy là đi ra đi. Cái câu này có phải là câu bị động không? Nhìn vào cái này này các bạn. Ok, và các bạn sửa lại cho bạn ấy. Chị thấy bạn Lộc vừa rồi comment đúng rồi đấy. Lộc làm lại đúng rồi đấy. Bây giờ Lộc hiểu à? Đúng rồi. Chính xác. Thì câu này mình không được viết cái như này. Mà nếu mà Lộc muốn viết là đang được tưới ấy, thì Lộc phải làm như nào? Thì đây là một cái câu ở cái thì, đó là thì hiện tại tiếp diễn nhá. Hiện tại tiếp diễn. Thì Lộc sẽ viết như này. Is being và water. Nghĩa là câu của em phải đủ. Em phải nhớ nhá, là câu của em là hiện tại tiếp diễn đúng không? Và có bị động. Ok, bây giờ em cần phải kết hợp cả hai thứ này. Bây giờ em nhìn vào trong câu này. Đây là hiện tại này. Đây là tiếp diễn này. Ok, và cả cái này kết hợp với cái này thì tạo ra bị động này. Rồi. Ở chưa nào? Ok. Bạn đưa ra công thức từng thì cho một học cho học sinh rồi đưa ra ví dụ như vậy mới dễ hiểu. Công thức thì có hết rồi. Học sinh có hết rồi, đây là mình đang thử lấy một cái để các bạn ấy hiểu. Một cái ví dụ mà bạn Lộc và bạn ấy vừa viết ra đây thôi. Ok, là chúng ta sẽ nhìn vào cái gì? Chúng ta sẽ nhìn vào cái này nhá, là chúng ta biết là câu của chúng ta đang viết là bị động hay là chủ động. Đúng không? Các bạn nhìn vào cái này nhá thì các bạn sẽ hiểu được. Ok má? Đúng rồi. Thế là có hai động từ to be, chính xác. Đây là động từ to be 1, đây là cái thứ hai. Và đây cái đây là động từ to be này, đây là being. Nó phải như thế em ạ. Nó phải như thế mới được.
Ok, bây giờ nếu em bỏ một cái này đi, bây giờ nếu em bỏ being đi, và em chỉ viết là is water, thì nó thiếu cái gì? Nó thiếu cái gì ạ? Nếu mà em viết is water mà em bỏ cái being này đi, em bảo là em chỉ cho một to be thôi, thì em thiếu cái gì? Em thiếu cái đó là cái hành động này nó đang tiếp diễn mà em không có thể hiện được là nó đang tiếp diễn. Đúng không? Chính xác. Nếu mà mình bỏ cái being này ra thì mình sẽ không thể hiện được là cái cây nó đang được, cái hoa nó đang được tưới, đúng không? Mà chỉ nói là hoa tưới, ví dụ hoa tưới ngày này ngày kia, ngày nào cũng tưới, nhưng mà người ta đang nhấn mạnh là bây giờ cơ, đúng không? Rồi thay is bằng was, không phải, đây là hiện tại tiếp diễn nhá. Rồi các bạn nhớ tập trung lại là chúng ta cần phải nhìn vào cái động từ ở trong cái câu đấy để chúng ta biết là chúng ta đang làm đúng hay sai, bởi vì là chúng ta phải có cái cốt lõi là có be của mấy phân từ hai. Cái bảng công thức thì nó dễ lắm các bạn, nó siêu dễ luôn, cái bảng viết ra thì dễ lắm, nhưng mà để nói cho bạn hiểu nó mới là vấn đề, đúng không? Thì sẽ bảo rồi, cái bảng này đã chia sẻ cho các bạn trong video rồi, các bạn có thể share cái video và xong không cần phải xem cái live stream này nữa đó, nhưng mà các bạn muốn hiểu thì các bạn xem live stream thôi. Khoan chị, dạy mạo từ đi chị. Nào, bây giờ nhá, các bạn nhìn này, bình thường vừa nãy mình có là chủ động này, à chủ ngữ này, viết lại nhá, chủ ngữ này cộng với gì, động từ này và cộng với object, được chưa? Chủ ngữ hoặc động từ cộng với object. Đây là cái câu chủ động nhá. Đây là câu chủ động này. Sang câu bị động này, thì cái tân ngữ này là sẽ được chuyển lên làm chủ ngữ. Được chưa? Cái tân ngữ này chuyển lên làm chủ ngữ. Cái động từ này ở đây, bình thường, ví dụ vừa nãy mình chỉ có một cái từ thôi. À, từ tưới nước chẳng hạn, là water. Được chưa? Em chuyển đến đây, động từ của em nó phải ở cái dạng là be cộng với phân từ 2, còn nó ở cái thì nào thì nó phải tùy. Thì em phải có gì? Be đây là gì? À, nếu em muốn nói đây là hiện tại, em phải có am is are. Am is are để thể hiện đó là hiện tại. Vậy mình sẽ có động từ đây là chủ ngữ, ví dụ is, đúng không? Đây là I water flower, the flower, hoặc là a flower đi. Thì đây là a flower, đúng không? Chuyển lên đây, a flower, chuyển lên đây. Thấy chưa? Water ở đây rõ ràng là động từ của mình chỉ có water thôi, nó không có be gì cả, nó không có cái gì cả. Vậy thì mình tại sao mình viết được be ở đây? Bởi vì nó là câu bị động, đúng không? Và nó ở hiện tại, thì chúng ta phải có am, is, are. Vậy các bạn sẽ chọn cái gì? A flower chủ ngữ là danh từ số ít, phải chọn là is, đúng không? Danh từ ngôi thứ ba số ít phải chọn is. Mà water ở đây phải là phân từ 2, nên chúng ta sẽ có water. Được chưa? Và đây là I, là by me, đúng không? Thường là phải chuyển thành by cộng với object. Nhưng mà chị nói rồi, cái này là không bắt buộc, bởi vì chúng ta có thể không quan tâm đến object là gì, chỉ cần nói là a flower is water. Có thể viết by me nếu mình muốn nhấn mạnh là tôi là cái người tưới hoa ấy. Nhưng mà chúng ta viết là a flower is watered by me. Nhưng mà thường ấy là đại từ nhân xưng hoặc là đại từ bất định ấy, thì không có cho vào cái câu này đâu, ở đằng sau cái chữ by đâu nhá. Rồi, ok, a flower is watered. Các bạn ơi, các bạn ơi, mình vào đây mình học ấy là học cấp 2 cũng được, cấp 3 cũng được, hoặc là đại học hoặc là cao đẳng, nói chung là sinh viên cũng được, hoặc là người đi làm cũng được. Nghĩa là mình dạy các bạn từ mất gốc và đi lên các bạn nhá, học từ mất gốc và đi lên, đi đến một cái chặng đường nhất định rồi thì các bạn sẽ rẽ theo những cái hướng mà các bạn muốn. Các bạn có thể muốn là đi thi lớp 10, mà các bạn muốn đi thi đại học, hoặc các bạn muốn TOEIC, hoặc các bạn muốn IELTS, thì các bạn cũng phải có gốc đã, đúng không nào? Còn các bạn nào mà chọn cái con đường, ví dụ bạn ôn, các bạn nào mà ôn IELTS từ 0 đến 7 chấm á, là cái bạn mà gọi là dại nhất trên đời mà đi ôn từ 0 đến 7 chấm IELTS mà đi thực sự luôn ấy.
Như thế là các bạn đang làm hỏng một cái hành trình của mình. Ok, đấy nhá, các bạn nhìn nhá, đây là cái mà chúng ta sẽ chuyển, đấy là cái cầu vồng mà chị bảo các bạn ấy, cái cầu vồng mà chúng ta sẽ viết viết ra như vậy, viết ra như vậy, viết ra như vậy. Vậy bây giờ thì chị sẽ chia sẻ các bạn cái công thức của các thì để các bạn sẽ nhìn một cách rõ hơn để các bạn áp dụng nhá, thấy chưa nào? Ok, nào bây giờ mình sẽ đi vào cái chi tiết hơn và chúng ta mỗi một câu thì chúng ta sẽ lấy ví dụ, được chưa? Mỗi một thì chúng ta sẽ lấy ví dụ để các bạn áp dụng được dễ nhất. Nào bây giờ mình sẽ kèm cái bảng nhá, không liên quan lắm. Tiếng Anh thì lớp 12 còn học lại của các cấp dưới còn, đúng không? Học lại mà. Là các bạn kẻ cái bảng nhá. Ở đây mình sẽ có câu là câu chủ động ở đây nhá. Chủ động này. Đây là câu bị động. Ok. Môn gì vậy? Đây là môn tiếng Anh. Môn tiếng Anh từ môn tiếng Anh văn gốc nhá. Câu bị động các bạn nhá. Nào đầu tiên là mình sẽ đi vào cái gì mà chúng ta hay gặp nhất đúng không? Là hiện tại đơn. Tại sao mà nó hay gặp nhất các bạn? Bởi vì là nó xoay quanh cái cuộc sống thường ngày của chúng ta. Nên là cái thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn rất rất là hay dùng. Hiện tại đơn nhá. Các bạn có thể viết tiếng Anh của hiện tại đơn nó là the present simple được, các bạn tự viết nhá. Ok, chị dạy ở đâu vậy? Làm về 12 thì rõ đi chị. Thì hiện tại đơn nhá. Simple present. Ok, với cái thì hiện tại đơn ở một câu chủ động, các bạn đặt cho chị một cái câu bất kỳ ở cái câu chủ động này. Các bạn nhớ là phải có cái gì? Chủ ngữ này, động từ này và object. Những cái câu nào ấy mà có chủ ngữ này và cộng với object thì phải, cái động từ này nó phải là động từ gọi là ngoại động từ cơ. Ngoại động từ và nội động từ thì cái này chia sẻ ở cái đoạn trước trước rồi. Nhưng mà các bạn hiểu đơn giản là cái hành động đó nó sẽ tác động được với một cái vật thể khác. Ví dụ chị cầm cái điện thoại, ok, chị cầm điện thoại thì cái hành động cầm của chị nó tác động đến cái điện thoại này thì đấy gọi là cái ngoại động từ. Còn mà chị đi ngủ thì là bản thân chị đi ngủ, đúng không? Bản thân chị đi ngủ thôi, thế là nằm ngủ thôi. Hoặc là chị bước đi chẳng hạn, đấy thì đấy gọi là nội động từ chẳng hạn, được chưa? Các bạn hiểu nôm na là như vậy, là cái hành động mà nó tác động đến một cái thứ thứ ba này. Đây các bạn viết câu đây nào, các bạn viết câu nhá. Lớp 9 mất gốc học cơ bản như thế nào thì ạ? Ok. Cái lộ trình mà tất cả các bạn học từ mất gốc từ cấp 2, cấp 3. Ok, thì các bạn đều có thể đi thêm một cái lộ trình. Đầu tiên quan trọng nhất đó là chúng ta phải lấy lại được cái niềm tin ạ, bỏ đi cái sự sợ hãi về tiếng Anh đã và tạo một cái thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Đấy là cái quan trọng, đúng không nào? Thì các bạn có thể tham gia vào trong nhóm Facebook hoặc là các bạn follow chị thì các bạn sẽ biết được nhiều hơn về cái việc là chúng ta sẽ học từ mất gốc như thế nào. Bây giờ các bạn viết câu đi ạ. Viết câu nhé. Lớp mấy? Em không biết viết câu. Ok, bạn nào biết viết thì biết, còn không biết viết thì thôi. I walk in the morning. Câu của em nhé. I walk in the morning. I walk in the morning. I là chủ ngữ, walk là động từ. Bây giờ cần phải có tân ngữ của em thì in the morning là vào buổi sáng và buổi sáng là trạng từ chỉ thời gian, đúng không? Trạng từ chỉ giờ thời gian thì đâu có tân ngữ đâu. Nên câu của em nó sẽ không có câu bị động. Không có ai được tôi đi cả, đúng không? Tôi đi ai? Không không có câu đấy, không có nhá. Rồi, she plays badminton. Ok, rồi chính xác cái câu đấy của em sẽ được nhá. Bây giờ mình sẽ biết cái chủ động của cái thì hiện tại đơn là gì. Chủ ngữ ở cái chỗ này mình không cần quan tâm là to be hay gì đâu, tại vì là động từ của chúng ta ấy là chỉ có động từ chỉ hành động thôi các bạn, chỉ có động từ chỉ hành động thôi nhá, nhớ đấy.
Ok, chủ ngữ này cộng với động từ. Và động từ ở thì hiện tại đơn ấy chỉ có S, thêm S hoặc là ES hoặc là không thêm cái gì thôi đúng không? Mà cộng với một tân ngữ thì đây là cấu trúc của chúng ta ở câu bị động. À, câu chủ động, sorry, ở câu chủ động. Rồi, chính xác. Vậy là chúng ta sẽ có là I, à she, vừa đây bạn ấy nói là she này. She plays badminton. Cô ấy chơi gì? Badminton là gì? Cô ấy chơi cầu lông, đúng không? She plays badminton. Có thể viết thêm cái trạng ngữ là every week chẳng hạn, vào mỗi tuần. Nó có thể viết thêm hoặc là viết như này thì ta cũng hiểu nhá. She plays badminton chính là câu ở thì hiện tại đơn. Vậy khi sang bên này thì bạn nhìn thấy ở đây nhá, sang bên này, cái này nó sẽ chuyển thành chủ ngữ này các bạn nhá. Cái object này sẽ chuyển thành chủ ngữ thì mình sẽ có subject ở đây, chính là cái badminton này. Được chưa nào? Viết luôn badminton xuống đây nhá. Badminton. Badminton. Alright. Tiếp theo này, cái động từ này của chúng ta phải chuyển sang bên này thì chúng ta phải nói là cầu lông được chơi đúng không? Được chơi mỗi ngày. Thì động từ đây phải có gì? Am is are. Am is are để làm gì? Để thể hiện đây là thì hiện tại các bạn. Cái này để thể hiện đây là thì hiện tại nhá. Tiếp theo này, động từ chính của chúng ta chính là cái động từ play này. Phải ở cái dạng nó là tuần từ 2. Ok. Với những cái động từ mà bất quy tắc ấy thì chúng ta nhìn ở trong cái bảng động từ bất quy tắc. Còn không ấy thì chúng ta chỉ cần thêm ed thôi. Thì đấy đã chuyển thành tuần từ 2 rồi. Ok, và cuối cùng mà chúng ta có thể thêm by và object ở đây. Ví dụ như là by her trong câu này. Badminton. Badminton là số ít hay số nhiều? Các bạn viết đi. Badminton đúng rồi. Is, đó ở đây chúng ta chọn is. Và play. Các bạn còn viết là by her không? By her các bạn còn viết không? Đúng rồi. Is played by her. By her. Không cần viết đúng không? Tại vì là với những cái mà đại từ ấy thì chúng ta cũng không cần phải viết đâu, chỉ cần nói là badminton is played. Xong. Vậy là xong một câu các bạn ha. She plays badminton. Badminton is played. Cô ấy chơi cầu lông. Cầu lông được chơi. À, bởi cô ấy có thể viết như thế còn không thôi. Ok, không cần. People speak English in UK. Ok. People speak English in UK. Nào bây giờ cô của trường em giảng nhanh xong bây giờ mất gốc luôn ạ. À. Sợ thật. Ok, các bạn mất gốc thì các bạn có thể sợ somehow các bạn có thể đổ lỗi cho thầy cô giáo. Nhưng mà các bạn sau này các bạn sẽ nhìn thấy các bạn cũng chẳng đổ lỗi cho ai được cả. Là chỉ chúng ta thôi. Nếu mà cô ấy dạy không hiểu, mình nên đi tìm một cô giáo khác chẳng hạn. Để hiểu hoặc là đi tìm sách để hiểu. Còn chúng ta sau này chúng ta cũng chả đổ lỗi cho ai trong cuộc đời này cả. Bởi vì là cuộc sống là của chúng ta các bạn. Mất gốc của sau này đi làm kiếm việc không được, rồi tiền không có rồi, chúng ta đổ cho ai đúng không? Bao nhiêu thầy cô giáo đổ sao được. Nên là các bạn phải cố gắng để chúng ta làm chủ được cái cuộc sống của mình các bạn nhé. Alright. Bây giờ mình có một cái câu khác. Bạn ấy viết là people. Các bạn này tự làm nhá. Speak English in UK. English in UK. Rồi. Bây giờ các bạn tự viết nhá. Rồi các bạn sẽ luyện tập này, các bạn sẽ tự viết này. Các bạn xác định xem là object ở trong này là gì. She a people speak English in UK. In UK. Các bạn xác định được chủ ngữ đâu này, động từ này, tân ngữ này thì các bạn mới chuyển được. Xem anh kia. Nào, dịch cam qua phải chút hả? Bên kia không có cái gì đâu. Nào, bây giờ các bạn viết đi. Các bạn viết đi để chị check cho các bạn xem nào các bạn viết đúng không? English is spoken in UK. Chính xác. Ok, bạn viết là English is in UK is speak. English is spoken in UK. Ok. Rồi, nào bây giờ chúng ta sẽ có này. À, một vài bạn viết là English in UK, tiếng Anh ở nước Anh. Chúng ta thử dịch nghĩa xem là nó cũng thấy ok không? Bây giờ mình chuyển nhá. English đầu tiên đúng không? Chuyển sang nhỉ? English. Rồi, English là chủ ngữ. Vậy chúng ta cần phải cái động từ của chúng ta nó phải phù hợp với cái chủ ngữ này. Được không nào? Vậy English là is. Ok, English is
Danh từ số ít mà. Còn speak của chúng ta là một động từ bất quy tắc. Chúng ta sẽ có là speak, spoke, spoken. Nên chúng ta phải biết là spoken. Còn bạn nào biết speak thêm ed thì bạn ấy cần phải học lại động từ bất quy tắc rồi. Ok. Rồi, in UK là xong. In UK, rất nhiều bạn làm đúng. Ok. Ngày nào cũng dậy à? Không phải em nhé. Bạn nào mà vừa mới vào trong mà xem và đòi hiểu luôn ý thì hơi khó. Ok. Sao cô không gọi em? Được chưa? Rồi, đây là cái thì hiện tại đơn các bạn nhé. Thì hiện tại đơn. Chúng ta biết là như vậy là xong. Ok, rồi chúng ta sẽ chuyển sang thì tiếp theo nhé. Còn bạn nào bảo bây giờ dạy lại thì các bạn nên xem lại video nhá. Video chị đã đăng ở trên YouTube rồi đấy. Các bạn hiểu chỗ này chưa các bạn? Các bạn hiểu chỗ này không? Em mất công luôn, em không hiểu thì làm sao ạ? Thì em học lại từ đầu em ạ. Còn bài này mà em nhảy và em học luôn và em đòi hiểu luôn thì cái điều đấy là rất là bất khả thi với em. Và nó còn làm cho em cảm thấy tiếng Anh rất là khó và sợ tiếng Anh. Thì chị không muốn cái điều đấy xảy ra. Nên các bạn nào mà mới mà mất gốc ấy thì các bạn nên quay lại xem được cái hành trình từ ban đầu mà chị đã xây dựng lại cho các bạn. Rồi. Since before thì mình đã giảng ở trong cái bài thì hiện tại hoàn thành, nên là chúng ta không làm ở trong đây nhé. Ok, mình có tiếp theo là có thì là quá khứ đơn luôn nhá. Mình nhảy sang quá khứ đơn cho bạn nhìn ra dễ dễ nhá. Quá khứ đơn. Tất cả là đơn đi cho nó đơn giản. Quá khứ đơn nhá. Quá khứ đơn. Xem lại ở trên YouTube nhá. YouTube chỉ có gắn link ở cái phần bio ở kênh TikTok ấy. Vào đấy xem. Rồi tiếp tục. Cô ơi, tại sao lớp 2 mà lập spoken về ạ? À? Em ơi khó hiểu. Lớp 2 ở đâu mà lớp 2? Gì có nào lớp 2 ở đây? Đây là P2 là past participle, là phân từ 2 em ạ. Thì đây không phải là lớp 2 nhá. Phân từ 2 nhá. Rồi, bên mình có quá khứ đơn. Quá khứ đơn là một cái hành động mà nó đã xảy ra ở trong quá khứ rồi. Chấm dứt ở trong quá khứ rồi. Ok, đơn giản là nó ở trong quá khứ ấy các bạn. Ví dụ cái hành động mà mình đơn giản là mẹ mình sinh ra mình đúng không các bạn? Các bạn thấy cái câu đấy đúng không? Có phải là mẹ sinh ra mình không? Có phải là bố sinh ra mình không? Không đúng không? Chỉ có mẹ mình mới sinh ra mình thôi đúng không các bạn? Đây là cái câu này, câu điển hình của cái thì quá khứ đơn và với thì bị động. Các bạn sẽ nói cái câu gì? Ai? Tôi được sinh ra vào ngày bao nhiêu? Các bạn viết như nào? Các bạn viết đi xem nào. Tôi được sinh ra vào ngày, thêm vào cái ngày sinh của mình vào chẳng hạn. Các bạn thử viết cái câu đấy đi. Các chị sẽ phân tích ngược lại cho các bạn nhìn. Nào, bà hàng xóm à. Đúng rồi, đây bạn nào viết đây. I was born in 2007. Đúng rồi. À, bạn viết nha. Đây chính là một cái câu bị động mà chúng ta dùng mà chúng ta còn chẳng biết đấy là câu bị động ấy. Và cái câu này thì chẳng có ai người ta dùng cái câu chủ động cả. I was born in, ví dụ, 1998. Đúng rồi, đó. Các bạn viết một cái câu bị động mà đúng hoàn toàn luôn các bạn. Các bạn không biết là tại sao mình làm đúng luôn các bạn. Các bạn cũng đâu có biết là đây là câu bị động đâu. Đúng không? Mà các bạn mới biết đúng. Thì cho chị có chỉ cho các bạn cái cách mà chúng ta học ngữ pháp một cách thụ động ấy các bạn. Đây là cái cách mà học ngữ pháp một cách thụ động. Viết chuẩn luôn. Ok. Chuẩn luôn. Vậy bây giờ từ cái câu này bạn có thể viết được cái câu câu bị động, cái cấu trúc của nó không? Chủ ngữ này tao cộng với cái gì? Was hoặc là were. Was hoặc were ở đây thể hiện cái gì? Thể hiện đây là ở quá khứ các bạn ha. Ở quá khứ. Và cái born này thể hiện là bị động. Ok. Và tiếp theo là nhầm. Phân từ 2 chứ. Phân từ 2 này cộng vừa. Hoặc là verb ed. Verb ed là những cái động từ mà nó không theo nó theo quy tắc ấy. Thì chỉ cần thêm ed là xong và thành phân từ 2 rồi. Còn cái động từ bất quy tắc thì là nó ở bậc 3, nghĩa là cột 3. Đấy. Tất cả những cái đấy thì đều gọi là phân từ 2. Ok. Được chưa? Rồi, mình có thường là các bạn sẽ biết đây là chữ bậc 3, V3, nghĩa là động từ ở cột 3. Còn cả cái này thì cũng gọi là phân từ 2 nốt. Chỉ biết này cho các bạn dễ nhìn thôi. Ok, đây là như vậy nhá. Còn ở câu chủ động thì chúng ta sẽ có gì? Chủ ngữ này, cộng với động từ thêm đuôi ed đúng không?
Động từ đây đi hoặc là động từ ở ở câu thứ hai đấy, động từ có quy tắc là cộng với object. Vậy cái câu này mà chúng ta chuyển sang chủ động của chúng ta làm thế nào? Chúng ta biết là mẹ sinh ra tôi vào năm 1998 đúng không? Hoặc mẹ sinh ra tôi vào năm bao nhiêu ấy? Cái câu này là vấp vào cột thứ hai nhá. Câu này là vấp vào cột thứ hai đấy. Còn ở đây ấy là vấp vào cột thứ ba, bạn nhớ. Các bạn nhớ nhá. Ok. Phân từ 2 thì là 1 là vấp thêm đi. 2 là vấp ở cột 3. Các bạn nhớ đấy. Còn I born in 1998 thì là sai rồi. Ok. My mother born me in my mother born me in. Cái câu này thì thiệt sự luôn, mình nói cho các bạn biết là không có ai biết cái câu này ở cái chủ động cả, bởi vì nó nằm ở trong cái cách dùng của nó là người ta không cần phải nói đến cái người mà tạo ra cái hành động sinh này nữa. Là người ta luôn nói, người ta nói là bản thân của mình ấy là mình được sinh ra vào cái năm bao nhiêu. Nó như vậy. Thì các bạn tự hiểu cái câu chủ động của nó nhá. Bây giờ mình sẽ làm một cái câu khác. Nào, các bạn viết một câu khác ở cái các bạn viết một câu khác chủ động ở quá khứ đây nào, viết cho chị. Chủ ngữ cộng với động từ cộng với object, các bạn tự viết đây xem nào. Viết đi rồi chị ra lấy cái câu ấy làm ví dụ để chúng ta chuyển sang câu bị động nhé. My dad born me. My dad was born á. Hay gì? My mother gave birth to me à? À, rồi. Nếu những clip này được có trên YouTube để xem lại thì tốt biết mấy, có em ạ. Ngày mai là sẽ có ở trên YouTube rồi. Rồi, ok, câu của bạn Khánh Nhi đúng không? I bought a book. I bought a book. Rồi, bây giờ chúng ta phân tích đi và chúng ta chuyển sang câu bị động xem nào. Các bạn tự viết nào. I play game with my brother. Ok, các bạn viết câu này nhá. I bought a book. I bought a book. Và các bạn chuyển nó sang thành câu bị động. Chị lừa đấy, mai của ngày mai sẽ có. Ngày mai mà. Rồi, các bạn biết chuẩn lắm rồi. Chủ ngữ của chúng ta là gì? Đây các bạn nhìn nhá. Đây, cái này sẽ phải chuyển sang bên này đúng không? Chuyển sang bên này là mình sẽ có là a book của chúng ta bắt đầu làm chủ ngữ này. Rồi, ok, để thể hiện được đây là quá khứ thì chúng ta phải dùng gì? Was hoặc were. Vậy bây giờ là a book, các bạn chọn là was hay là were? Các bạn chọn cái nào? Chắc chắn là my, là was đúng không? Rồi, bot ở đây là ở cột thứ hai đúng không? Bây giờ mình viết ở cột thứ ba thì mình có cái gì? Đây, ví dụ đây là vấp 1 là buy này, vấp 2 là bought đúng không? Cột thứ hai và ở cột thứ ba cũng là bought. Vậy chúng ta viết luôn từ was bought. Ok, còn viết buy me đúng không? Không cần viết đúng không? A book was bought. A book was bought. Ok, chính xác. Không rồi á. Các bạn viết đúng rồi đấy. By Bob bought. Chính xác, by Bob bought. Xong rồi, đó, đấy là quá khứ đơn. Các bạn dần dần các bạn sẽ rất là quen của các bạn sẽ học rất là nhanh. Chúng ta sẽ có quá khứ đơn, các bạn ok chỗ này chưa? Chúng ta sẽ chuyển sang gì tương lai đơn nhé. What time is it? Bây giờ là 8 giờ rưỡi rồi thì ta phải học chúng ta phải học nhanh, không là chúng ta không kịp. Ok, Bami không cần viết nào. Nếu mà hôm nay mà chúng ta không học kịp thì các bạn nhớ các bạn xem cái video nhé, hoặc là chúng ta sẽ học vào buổi sau. Tương lai đơn nhá, tương lai đơn nào, các bạn nhìn tương lai đơn. Quỷ đây chân lắm các bạn. Chủ ngữ này, câu này tương lai đơn thì đơn giản hơn, tại vì chúng ta chỉ cần có chữ will cộng với verb và cộng với object. Alright. Đúng rồi. Khi nào mà chúng ta có đích thân là một người nào đấy mà có tên ấy thì chúng ta có thể viết ra. Cô dạy vào thứ mấy á? Cô dạy vào thứ hai và thứ sáu, sorry, thứ ba và thứ sáu lúc 7:30. Còn làm bài tập vào thứ hai và thứ năm, thỉnh thoảng thì cô
cũng cúp tiếp dạy. bởi vì sức khỏe. Will không cần vấp inh ạ. No, Will, cậu với vấp thôi em ơi. Là bây giờ em biết ví dụ nhá. Em sắp thi rồi, cô dạy mình đề với liên từ đi ạ. Anh hả? I will go to Hồ Chí Minh City. Câu của em thì không có tân ngữ. I will go to Hồ Chí Minh City không có tân ngữ. Nay lớp sôi nổi quá ca ca. I will drive to visit my grandparents. Ok. Nhớ là câu thì nó phải có chủ ngữ động từ và cộng với tân ngữ. Sẽ có những đoạn về đặt câu không có tân ngữ. Ok rồi. I will visit my grandparents next week. Ok. I will visit. Thăm ông bà của tôi đúng không? My grand parents. Ok, next week là tuần tới thì tôi sẽ đi thăm ông bà của tôi. Hết phấn này. Tuần tới tôi sẽ đi thăm ông bà của tôi. Lớp 12 rồi học lại từ đầu còn kịp không cô? Em thi khối D. Một là em học ngay bây giờ và làm cho nó thành hiện thực, nghĩa là em học kịp. Hai là em cứ đi hỏi cái câu em học kịp không đến đến cái lúc mà em thi xong rồi và em phải lụi luôn. Đó. Một là em bắt đầu luôn ngay bây giờ. Hai là em cứ suốt ngày hỏi có kịp không. Cái lúc mà em nhận ra là mình phải học là cái lúc đấy là cái khoảng thời gian đúng nhất và cần thiết nhất để em hành động. Ok. Còn không học thì không có cái gì cả. Grandparents will be visited. Rồi, Moon trả lời chính xác. Lành á, trả lời chính xác. Đúng rồi, my grandparents will be visited by me. Alright. Vậy bây giờ chúng ta có này. Object này nó chuyển thành chủ ngữ này. Tiếp theo động từ con sẽ có là will. Đúng không? Vậy bây giờ chị bảo là nó phải có be cộng với phân từ hai đúng không? Thì bây giờ sau will, sau cái chữ sẽ này. Đúng không? Sẽ này để thể hiện đó là tương lai. Thì mình phải có be và cộng với phân từ hai. Ok. Và sau đấy là by cộng với object. Đấy, thì bạn hiểu được là chúng ta phải luôn luôn có cái này thì chúng ta mới hình thành được một câu bị động. Ok. Câu điều kiện thì phải dạy sau nhá. Object là tân ngữ nhá. Tân ngữ là gì? Là cái mà bị chịu tác động bởi cái hành động này này các bạn. Còn cái câu mà tôi đi đến thành phố Hồ Chí Minh là cái thành phố Hồ Chí Minh không phải là tân ngữ mà là tôi đi đến, có cái to ở đấy rồi ấy, có cái giới từ rồi ấy. Đây mình có nhá, my grandparents will be visited. Được chưa? Ok, rồi, rất nhiều bạn làm đúng cái câu này. Các bạn đang hiểu ra ở đây, các bạn làm rất tốt. Ok, my grandparents will be visited. Cô chưa ra được cái sách nào cả. Cô có group trao đổi trên học trên Zalo không ạ? Có group học ở trên Facebook, có group Zalo nhưng mà ít khi trao đổi lắm. Có group Facebook của các bạn hoạt động thôi. Khi nào thì dùng by đúng không? Khi nào mà mình muốn cái khi nào mà cái by đó, nghĩa là để mà có cái by vào. Nếu không có cái by này vào thì cái câu này nó sẽ bị thiếu nghĩa. Các bạn hiểu không? Bỏ khi nào khi nó cũng không cần thiết, bỏ nó đi người ta vẫn hiểu được nó là gì. Còn khi mà ví dụ như là ở đây mình không phải là ai mà là gì, một bạn nào đấy tên là Hoa thì chẳng hạn. Hay là Huyền chẳng hạn. Đó, Hoa will visit her, đúng không? Grandparents thì lúc đấy phải là by Hoa, đúng không? Hoặc là không có chữ by Hoa đây phải là her grandparents. Là đây là ông bà của tôi cũng được. Hoa đi thăm ông bà của tôi cũng được chứ sao, đúng không? Thì Hoa là bạn thân của tôi. Thì lúc đấy tên riêng chẳng hạn thì phải cho lên. Đúng không? Ok. Thì muốn nhấn mạnh không phải mà là khi cái chủ ngữ này mà bỏ đi là nó sẽ thiếu ý nghĩa. Ví dụ Hoa thăm ông bà của tôi. Vậy ông bà của tôi được thăm, vậy bây giờ phải nói là bạn Hoa ra chứ đúng không? Phải nói bạn Hoa ra người thì người ta biết là bạn Hoa thăm chứ. Còn nếu mà bỏ bài Hoa đi thì lại không, lại thiếu cái ý nghĩa là bạn Hoa này.
đúng không? Vậy là khi nào mà cái danh từ đó cần thiết cho một cái câu này, mà nếu mà bỏ cái đó đi thì câu nó sẽ thiếu ý nghĩa, thì người ta không thể bỏ được. Các bạn hiểu không? Không thể bỏ được. Ok. Đấy, đấy là cái vấn đề về bài nhé các bạn nhé. Hoa có thể thăm ông bà của tôi chứ sao đâu, đúng không? Ví dụ Hoa là bạn của chị, Hoa đi thăm ông bà của chị thì cũng được chứ sao. Rồi bây giờ mình tương tự nhá, mình sẽ viết nhanh hơn, mình viết cấu trúc thôi được không các bạn? Các bạn có ok la không thì mình chỉ viết cấu trúc. Ông bà thăm thăm nào. Khi nào cô dạy câu tường thuật, muốn học cái gì cứ phải follow thì mới học được chứ. Còn khi nào mà học câu tường thuật thì lâu rồi mới xem chị, bây giờ mới xem hả? Ví dụ dễ hiểu hơn. Rồi tiếp theo là mình xóa đi các bạn nhá, chứ không thì mình quỳ đây mình đau chân lắm. À, mình sang cái tiếp diễn đi. Nào, viết thì đã tiếp diễn nha, còn viết câu đi nhá. Hiện tại tiếp diễn này. Em bị tụt cái tinh thần mấy bữa nay. Là em xách cái tinh thần của em lên, xách lên như là xách váy. Xách lên. Mình có chủ ngữ này. Cộng với em is are đúng không? Em này, is này hoặc là are để thể hiện đây là hiện tại nhé bạn nhé. Verb in thể hiện nó là tiếp diễn. Ok, và cộng với object nữa. Rồi bây giờ mình có thế này, mình sẽ có kiểu gì câu của mình cũng phải có chủ ngữ và mình phải có em is are nữa, vẫn để thể hiện nó là hiện tại. Em is are. Tiếp theo cái verb in của mình sẽ để đâu? Mình sẽ chuyển cho cái thằng be này. Ok, để mình biết được đây là hiện tại tiếp diễn đó, đó là being, lúc nào cũng là being nhá. Và verb của chúng ta bây giờ là động từ chính của chúng ta. Các bạn nhớ nhá, động từ chính của chúng ta bao giờ cũng ở cái dạng đó là phân từ hai, nhớ nhá. Động từ chính ở trong câu bị động bao giờ cũng ở dạng phân từ hai hết, ở dạng phân từ hai hết nhá. Alright, rồi tiếp theo là by của object, có thể có hoặc không. Bây giờ mình sẽ viết câu nhá. Nào, cô ơi, cô có dạy toán không ạ? Có. Dạy toán lớp 1 được. Nào, bây giờ mình viết một câu với thì hiện tại tiếp diễn này. My mom is cooking dinner. Mẹ tôi đang nấu bữa tối. Đấy, chữ dinner các bạn nhé. My mom is cooking dinner. Xin chào các bạn. Ok, chào các bạn. Các bạn vào sau mà cô mà đang tập trung dạy ấy, thì các bạn cứ ngồi ở đấy, chứ không phải đợi người ta chào rồi không chào là đi. Như thế là mình hơi bị ích kỷ, đúng không? Tại vì là cứ mỗi lần các bạn vào rồi quay ra chào các bạn, mất thời gian của rất nhiều người. Chúng ta cứ tập trung học với các bạn nhé. Còn chúng ta mà cảm thấy không hiểu ấy, thì bởi vì là chúng ta đang chưa phù hợp với cái kiến thức này, chúng ta phải học lại từ đầu. Dinner is being cooked. Chính xác. Bạn viết rất đúng. Dinner is being cooked. Các bạn có viết by my mom không? Có viết vào nhé. Bởi mẹ tôi đang nấu ăn. Học gì mà lâu vậy ạ? À? Các bạn khác trả lời cho bạn ấy biết là học gì lâu vậy ạ? À? Nhá. My mom, dinner is being cooked by my mom. Alright. Tiếp theo là quá khứ tiếp diễn.
quá khứ tiếp diễn thì trước mắt chỉ cần chuyển cái gì thôi. À, em is are là sao? Đang là hiện tại thì chuyển nó về thành quá khứ. Em is are đang hiện tại chuyển về quá khứ là xong luôn. Super easy luôn. Hả? Cô đuổi bạn ấy ra đi ạ. Làm sao đuổi được bạn ấy? Bạn ấy ra hay vào là quyền bạn ấy. Còn chặn hay không là quyền của mình chứ. quá khứ tiêu diễn thì biết thừa chứ quá rồi. Chúc chị dạy tốt nha, cảm ơn em. Chủ ngữ thì mình sẽ cộng với was và were. Ok, giờ mình sẽ có verb in. Was và were ở đây thể hiện là quá khứ, verb in thể hiện là tiếp diễn. Và đây mình sẽ có quá khứ tiếp diễn. Quá khứ tiếp diễn. Thái Lâm ơi, cái gì đấy? Cô mới giúp em thì em đóng nó. Lớp mấy đây nào? Chủ ngữ cộng was, were cộng verb in cộng với object. Thì bên đây mình sẽ có chủ ngữ cũng cộng với was và were. Ok, being và phân từ hai và cộng với by object. Có hoặc không có. Bây giờ mình viết câu ví dụ đây nào. Lớp 8 hay lớp 9 đấy bạn? Thật ra mà các bạn mà hỏi một cái người mà người ta không biết tiếng Anh á thì người ta đi học lớp 1 cũng được mà, đúng không? Dấu hiệu nhận biết cái gì á? Dấu hiệu nhận biết cái gì? Một lúc mà mình học nhiều thứ quá nó sẽ bị tàu hỏa nhập ma, mình phải học cái gì nó ra cái đó. Dấu hiệu nhận biết của câu bị động á hay là sao? Bạn Mai có học không chị? À, vấp 3 khi nào dùng vậy chị? Đây này, cái này nó là vấp 3 đấy các bạn. Cái này là vấp ở cột thứ 3, người ta ghi là V3 đấy. Viết câu này nhá. Là gì? Hôm qua cái lúc mà 8 giờ là tôi đang xem phim hoạt hình chẳng hạn, đúng không? Đó thì cũng là một cái câu bị động. Đấy. À, một cái câu mà chúng ta có thể chuyển sang bị động. Sorry các bạn. À, she was teaching English. Okay. I was reading English book chứ. Yesterday I was watching TV. Okay, rồi. Câu này câu bị động nhá. À, mình có thể viết câu khác với một bạn, à, ví dụ như là He was watching TV. I'm watching films. Watching a film. At 8 yesterday. 8 giờ ngày hôm qua thì đang xem TV, đang xem phim. Đang xem một bộ phim. Ok, rồi. Vậy mình sẽ có đây là gì? A film was being watched at 8 yesterday. Rồi. Film was being watched. Các bạn nhớ này, có chữ a film này, a film. Với những cái danh từ mà nó là cái danh từ đếm được ấy, thì một là nó phải là số ít, hai nó phải là số nhiều, chứ nó không bao giờ nó trơ vơ kiểu như này. Lẻ loi á, kiểu như thế là nó cảm giác thiếu thốn. Một là nó phải có ơ này, dơ này, hay là các từ hạn định, ví dụ my, his, her gì đó, một cái đứng ở đằng trước đó, hoặc là nó phải có một cái đi đằng sau, đó là số nhiều ở đây. Các bạn cứ nhớ là như vậy nhé. Với những động từ mà đếm được, nó không mà đứng chơ vơ một mình như vậy đâu. Thế nhá. Up phim rồi, các bạn làm đúng rồi, chính xác. Quá khứ tiếp diễn. Tương lai tiếp diễn thì rất là ít khi dùng. Có, nhưng mà người Việt Nam vẫn có thể cho câu đấy. Nhưng mà khi mà chị đọc cái sách của bên nước ngoài ấy, thì họ viết là tương lai tiếp diễn rất là ít khi dùng với cái thì với cái câu bị động. Nên là chúng ta cũng không cần phải học. Nào đây mình sẽ có này, hiện tại hoàn thành này, quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành nhá. Hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành và tương lai hoàn thành.
Còn ba cái hoàn thành tiếp diễn ý là không cần phải dùng đâu. Không có, ít khi người ta viết ạ. Tại vì nó dài quá, động từ nó nhiều quá, mệt mỏi. Đó. Cắt bớt đi cho đỡ mệt. Danh từ chớ chị là sao nhỉ? Có lúc nào chị nó nhầm cái gì ấy thì các bạn à. Chị ơi, thi vào 10 nó sẽ bao quát kiến thức như thế nào ạ? Thi vào 10 nhá. Cái này để nói sau đi các bạn. Hiện tại hoàn thành. Quá khứ hoàn thành, bây giờ mấy giờ rồi? 38. Quá khứ hoàn thành. Tương lai hoàn thành. Các bạn hiểu được cái cốt lõi là lúc nào nó phải có to be và phân từ hai. Nhớ nhá, to be và phân từ hai. To be và phân từ hai. Hiện tại hoàn thành. Bạn viết này, tôi, chúng tôi đã học tiếng Anh được 6 năm rồi. Rồi. Cả mode verb thì nó viết theo sau. Nào, chủ ngữ này cộng với have hoặc has. Ok, cái này thể hiện là hiện tại và cộng với phân từ hai cộng với object. Cái này được sẵn là mình có phân từ hai sẵn rồi. Mình có phân từ hai sẵn rồi nhé. We have learned. We have learned. Thế sao mà mình hay viết là learned? Learned English. Không biết nó là bị động, mình còn nhìn vào cái này này. Lúc nào nó cứ có be này và phân từ hai thì đó là bị động các bạn. Các bạn nhìn câu này nó có be và phân từ hai không? Nó đâu có be đâu. Đúng không? Nó có phân từ hai thì nó không có be. Được chưa? Bây giờ nó không phải là câu bị động. Vậy mình nhìn vào đây nhá, chủ ngữ này cộng với have và has vẫn phải để nguyên bởi vì là nó là cái thì hoàn thành. Have has, sau đấy mình cộng với been. Ok chưa? Bởi vì là sau cái have và has thì phải là phân từ hai đúng không? Và been là cộng với phân từ hai là cái động từ chính ấy, động từ chính của chúng ta là phân từ hai và by object. Vậy các bạn nhìn thấy câu này là phải có đây, be. Be này nó phải chia ra nhá, be nó không bao giờ đứng độc lập như thế mà nó kiểu như là đi với cái thằng này nó phải biến dạng, đi với thằng kia nó phải biến hình ấy, kiểu ấy. Đây là phải có be ở đây này, và phân từ hai ở đây. Vậy là mình có này, English has been learned. English has been learned. Ok, by us đúng không? Còn không cần phải ghi by us nữa. English has been learned. Mình có thể viết thêm là for 6 years như bạn muốn. Chúng tôi đã học tiếng Anh được 6 năm rồi. Thường là người ta sẽ phải viết có những cái khác ấy, chứ nó không viết của mình đâu. Có trạng từ này, for 6 years. Giờ ghi thi đề bắt làm trắc nghiệm em khó, lo quá. Trời ơi, thi bắt đề làm trắc nghiệm mà lo. Cái năm mà chị thi đại học ấy, năm những người là sinh năm 97 và 98 ấy là đại học là thi tự luận các bạn. Các bạn biết là lúc ấy thi tự luận nó cảm giác như nào không? Các bạn thử giờ bắt đầu viết tự luận, viết một phát 150 từ xem viết được không? Đúng không? Đã được thi trắc nghiệm là rất là vui á, mừng rồi, mình phải biết ơn. Lúc nào mình cũng kêu khó sao? À cái từ learn này thì lúc đó nó là ED và nó là không sao cả em ạ. Cái trắc nghiệm là sướng rồi. Không sao cả đấy nhá. Có những cái từ mà nó có thể là ED hoặc là learned bình thường như nhau. Quá khứ hoàn thành nào. Quá khứ hoàn thành thì chỉ việc biến cái này thành quá khứ thôi. Biến cái này thành quá khứ là xong. Chủ ngữ cộng với hết. Cộng với phân từ 2. À, cộng với object. Rồi đây mình có chủ ngữ cộng với hết. Cộng với gì? Cộng với been và phân từ 2 và by object là xong. Ok. Vậy
Thì cái quá khứ hoàn thành thì chúng ta chưa có học, đúng không các bạn? Nhưng bạn hiểu lâu nào như thế này. Ví dụ, đây là một cái trục thời gian. Ví dụ, đây là một cái trục thời gian. Thì mình có tương lai đây, đúng không? Hiện tại đây, đúng không? Cứ cho đây là đang là hiện tại đi các bạn. Thì vào cái lúc mà tuần trước nhá. Tuần trước này, đây là quá khứ đúng không các bạn? Các bạn nhớ là từ tuần trước, hôm nay là thứ sáu tuần trước nhá. Thứ sáu tuần trước. Ok. Thì có một cái sự kiện xảy ra vào cái thứ sáu tuần trước này, tất cả thứ sáu này là gì? Là quá khứ rồi đúng không? Ok. Và chỉ có hai cái hành động xảy ra. Và hai cái hành động xảy ra vào cái lúc quá khứ này. Ví dụ hành động đầu tiên của chị là do homework, did homework. Ok, did homework. Là hành động này ở quá khứ đúng không? Và người ta gọi là quá khứ đơn. Đơn giản là nó xảy ra lúc ở trong quá khứ. Vậy bây giờ chị muốn làm cái hành động mà trước khi mà chị làm cái bài tập về nhà này, thì có một hành động trước đó xảy ra, thì người ta gọi là quá khứ hoàn thành. Nghĩa là mình xác định một cái mốc của quá khứ này, và mình nói một cái mốc là trước cái quá khứ này, thì gọi là quá khứ hoàn thành. Vậy là chị nói là trước khi tôi làm bài tập về nhà thì tôi đã ăn tối xong rồi chẳng hạn. Và chị muốn nhấn mạnh là chị đã phải ăn tối xong rồi thì chị mới đi làm bài tập về nhà, đúng không? Đó, đấy là cái hành động nhé. Đây là cái quá khứ hoàn thành như vậy. Cái này là chưa dạy nên mới bảo các bạn, để các bạn hiểu. Được chưa? Để các bạn hiểu là cái quá khứ hoàn thành là như thế nào. Vậy bây giờ mình có thể nói là I had hoặc là I had dinner chẳng hạn. Đấy, tôi đã ăn tối xong thì tôi mới làm cái này. Mình có thể nói là mình có thể kể một loạt những cái hành động đơn cũng được. Nhưng mà ý chị ăn muốn nói đây là gì? Là cái sự hoàn thành của cái hành động trước, xong đấy mới đến hành động thứ hai nhá. Chị nói lại, em chưa hiểu, vẫn chưa hiểu, nói lại. Bây giờ chị nói này, before là trước nha, before, trước khi I did homework, trước khi tôi làm cái gì đó, trước khi chị làm bài tập một cái gì đó, đây thì chị đã làm một cái gì đó xong rồi, đúng không? Thì I had done something. Ok, và thường là nó sẽ có chữ before này, hoặc là chữ after. Câu này mình có thể biến đổi thành after I had done something. I had done something. I did something. I did something. Đó, các bạn nhìn nhá. Trước khi chị làm cái gì đó, tất cả cái này đều ở quá khứ đúng không? Động từ này ở quá khứ này, thì chị đã hoàn thành xong một cái gì đó. Ví dụ, trước khi làm bài tập về nhà thì tôi đã làm xong một công việc khác. Ví dụ tôi đã lau nhà xong thì tôi mới đi làm bài tập về nhà. Thì đó nhấn mạnh cái sự là cái trình tự của việc xảy ra cái hành động đó, thì chúng ta có quá khứ hoàn thành. Đó là một cái hành động đã hoàn thành xong chứ một cái hành động khác. Alright. Nào bây giờ các bạn hiểu ý chưa nào? Và người ta thường là dùng cái chữ before và cái chữ after nhá. Before và after. Ví dụ, sau khi mà tôi đã làm việc nhà xong thì tôi đi làm bài tập về nhà. Ok, các bạn hiểu cái đoạn này chưa? Đây là quá khứ hoàn thành nhá. Dạ rồi, ok, rồi. Vậy bây giờ chúng ta nhìn cái quá khứ hoàn thành này. Chúng ta làm cái câu nhá. Là I had done my homework chẳng hạn. My homework. I had done my homework. Và bây giờ mình sẽ chuyển nó sang thành câu bị động là như thế nào? Câu này dễ thôi. Thực ra là mình cũng không phải chuyển gì nhiều. Had này và thêm been này, cộng với phân thứ hai thì phân thứ hai đã có sẵn rồi đúng không? Và viết lại thôi. Đã hiểu, cảm ơn cô giáo xinh đẹp. Nào, mình có này. My homework had been done. Và cái thì quá khứ hoàn thành thì người ta thường sử dụng trong mấy câu, ví dụ là câu điều kiện này, câu điều kiện loại 3 chẳng hạn này, hoặc là những cái câu trần thuật, câu tường thuật đấy các bạn.
thì người ta sẽ dùng cái này, bởi vì lúc đấy là cần phải lùi thì và lùi thì. Sau này các bạn sẽ hiểu lùi thì là cái gì nhá. Sau này các bạn mới hiểu. Bây giờ các bạn là biết đến thế thôi. My homework has been done. Has là quá khứ em nhá, quá khứ đây này. Rồi mình sẽ nói đến cái tương lai hoàn thành 20:47. Tương lai hoàn thành. Bên mình có chủ ngữ cộng với will và have và phân từ 2 và cộng với object ở đây. Thế mình sẽ có bên đây là gì? Ờ, thôi, học cái gì? Học thư lang á? Ừ, đi. Nhưng mà thôi, ờ học đi. Em đây em học. Chào hiệu phát đi cô ạ. Xem chị dạy mê quá em quên rửa bát. Chủ ngữ cộng với will have, đây là phải có been nhá. Been phân từ 2 và by object. Khi nào mà em học lúc nào cũng say mê như thế thì mẹ em có thể là sẽ rửa bát cho em luôn. Thiệt sự luôn nhá. Cái gì á? Cả hai luôn bạn ơi, muốn qua đó là phải giỏi tiếng Anh là sao? Chưa hiểu các bạn này đang nói gì. Nhưng mà theo bạn thấy quan trọng nhất thế nào? Cái gì? Chưa hiểu bạn này nói cái gì. Rồi, bây giờ mình có một câu ví dụ. Tương lai hoàn thành là gì? Các bạn sẽ hỏi là tương lai hoàn thành là gì? Đúng không? Học lại bị động à cô? Chị ôn học kỳ 1 lớp 9 đi, mai em thi rồi. Rồi các bạn mà order kiểu này thì ai dạy nổi. Xong rồi mai các bạn biến đâu mất tích, các bạn có xem đâu. Dạy xong có xem đâu. Chủ ngữ này will have phân từ 2. Tương lai hoàn thành là gì? Đó là chúng ta sẽ có một cái mốc ở trong tương lai. Các bạn nhìn nhá. Đây là tương lai này. Đây là tương lai, đây là hiện tại chẳng hạn. Hiện tại của tôi đây đúng không? Và ví dụ bây giờ 10 phút nữa có phải tương lai không? Có đúng không? 10 phút nữa cũng là tương lai mà đúng không? Chỉ có hiện tại là bây giờ thôi chẳng hạn. Thì mình cứ nói tương một cái tương lai xa xa đi chẳng hạn. Đó là vào năm 2020 2022. Ok, các bạn tưởng tượng nhá. Năm 2022 có phải là tương lai không? Có đúng không? Và bây giờ mình nói là và cho đến năm 2022 thì tôi đã tốt nghiệp được bao nhiêu năm rồi đó. Thì đấy, lúc đấy mình sẽ có thể tôi đã tốt nghiệp bao nhiêu năm rồi. Là tương lai hoàn thành. Vậy chị sẽ có cái câu là nhưng mà cái câu này nó lại không phải là cái câu chủ động mà có object, thì mình nói câu khác. Tôi đã mua cái chiếc xe máy này chẳng hạn. I will have bought this motorbike for 5 years. By 2022. Cho đến năm 2022 thì tôi đã mua cái chiếc xe máy này được. Tôi sẽ đã mua chiếc xe máy này được 5 năm. Các bạn hiểu không? Nói lại nhé. Bây giờ năm 2021 đúng không? Mà chúng ta nói là cho đến năm 2022, tính đến năm 2022 thì tôi đã mua cái chiếc xe máy này được 5 năm. Các bạn hiểu ý nói ý chưa? Đấy, đây là tương lai hoàn thành. Vậy là mình nhắc đến cái hành động ở tương lai và nó tính đến đấy mình tính trước. Tại vì là con người là có khả năng tiên đoán ấy, và tính trước ấy, tính toán trước ấy và tương lai đấy. Nên là mình thử tính xem. Vậy thì đến năm 2030 thì mình sẽ có cái gì ta? Đó, hoặc là mình sẽ làm được những cái gì ta? Thì có phải mình tính trước không các bạn? Ok. Đó, hiểu rồi. Hào khá. Vậy đây nhá, tất cả lúc nào động từ cũng là have, bởi vì đằng trước nó có chữ will rồi các bạn, chữ will, will này. Thì đấy, tất cả đằng sau này không có has nữa các bạn, là have thôi. Bởi vì sau cái đây thì động từ phải để ở nguyên thể. Cô có bài đọc nào tăng khả năng nghe hiểu không ạ? Có nhiều cái đề. Ok, rồi. Will have this motorbike will have been bought for. Các bạn làm đúng rồi đấy. This motorbike
Motorbike. Will have been bought. Các bạn nhìn thấy nó dài không? Ôi trời ơi. Bought for 5 years. Nó vẫn có chữ 5, nó vẫn có chữ 4 đúng không? By 2022. Rồi, vậy chúng ta phải có 4 từ, 1, 2, 3, 4 thì mới hết được cái động từ của nó. Mệt không chị? 20:52 còn 8 phút nữa thôi các bạn. Họ ở Lâm Mây này nước mà chị. Rồi nhá. Bây giờ các bạn hiểu chưa? Bây giờ mình chưa có dạy hai cái gì này nhưng mà chúng ta nói luôn cái gì các bạn biết. Các bạn biết trước đây. Cảm ơn Ngọc Quỳnh. Chị dạy vì đam mê ha ha. Cô ơi học ở trên Futureland hiệu quả không ạ? Có hiệu quả thì mới giới thiệu cho các bạn chứ không hiệu quả thì sao giới thiệu các bạn. Dạy nốt more verb đi nhá. Ôi, dạy nốt more verb không các bạn này chửi cho mũ mặt. Đấy đùa chị không là sợ chửi các bạn. Thank you, cảm ơn em. Ôi nước ngon quá. Cảm ơn em. More of work. À, là động từ khuyết thiếu. Bây giờ chị sẽ kể cho bạn biết là cái động từ khuyết thiếu là nó như thế nào. Các bạn nghe cái tên của nó nhá. Động từ khuyết thiếu. Nghĩa là các bạn tưởng tượng mình sinh ra là một động từ. Mình sinh ra là một động từ. Nhưng mà mình lại không bao giờ được làm động từ chính. Is này, do này, to be này, do này, have này cũng có lúc làm trợ động từ đúng không? Nhưng mà cũng có lúc làm động từ chính. Đó, và nó lại còn rất là quan trọng nữa. Nhưng mà cái những cái động từ khuyết thiếu này bạn ấy cũng rất là hiểu. Các bạn thương bạn ấy. Đó là bạn ấy không bao giờ làm động từ chính cả. Chị ơi dễ quá, em yêu chị. Không bao giờ làm động từ chính. Hay là chúng ta sẽ cần phải có. Khi mà có cái động từ khuyết thiếu này thì đằng sau nó sẽ là một động từ. Các bạn ha, là một động từ. Có những cái động từ đặc biệt, ví dụ từ need chẳng hạn, thì đôi khi nó vừa là từ khuyết thiếu, vừa là những cái khác mà chúng ta không nói đến. Thì những từ khuyết thiếu như là từ từ may này, mai này, can, could, ok, should, đó, một vài từ nữa thì nó lại sau đấy nó sẽ phải cộng với từ verb, và verb ở đây mới là động từ chính này nhá. Cái chữ verb này là động từ chính. Có những cái động từ này để làm gì các bạn? Mục đích nó sinh ra để làm gì? Để bổ nghĩa cái này và thêm cái tình thái. Ví dụ như là tôi có thể làm cái này, tôi có thể làm cái kia, có lẽ làm cái này, có lẽ làm cái kia. Nghĩa là tôi không làm nhưng mà có lẽ các bạn. Thêm cái tình thái, thêm cái phần trăm vào nó. Ví dụ là bây giờ là mình làm 100% đúng không? Nhưng bây giờ là mình có thể là tôi có lẽ làm. Kiểu vậy. Thì những cái này nó sẽ bổ nghĩa cho cái này nhé các bạn nhé. Và sau đấy sẽ là một động từ nguyên thể. Thì ở đây chúng ta sẽ có ví dụ chủ ngữ này cộng với modal verb và cộng với một động từ nguyên thể các bạn nhé. Một động từ nguyên thể. Vậy thì khi mà sang cái câu bị động thì nó sẽ phải như thế nào? Chủ ngữ này và modal verb vẫn phải ở đây, modal verb vẫn phải đứng ở đây. Và sau đây sẽ cộng cái gì? Động từ nguyên thể đúng không? Vậy chúng ta phải cộng là be nhá. Be cũng giống như will các bạn. Will này. Đó. Thì mình phải có be và sau đấy sẽ là động từ chính ở phân từ 2. Lúc nào động từ chính cũng là phân từ 2 hết. Lúc nào động từ chính cũng là phân từ 2 hết nhá. Nhớ đó. Ok, còn cái be này thì nó sẽ biến đổi theo từng chỗ. Đó, nó rất là flexible, rất là linh hoạt, đúng không? Giống như kiểu con tắc kè hoa ấy, đi chỗ này thì nó như này và đi chỗ kia như thế kia. Thằng be thì tắc kè hoa, còn thằng này là phải giữ nguyên nhá. Thằng này lúc nào cũng là phân từ 2 hết. Vậy nên mình có một cái câu là một câu như sau. Chúng ta chưa học về cái động từ khuyết thiếu rõ lắm, bây giờ chúng ta chỉ cần biết thế thôi. Đấy, cái bài này là cái bài huy động này đẩy lên dạy trước cho các bạn ấy, từ các bạn xuất sắc quá. Đây là dạy cho các bạn trước nhá.
Cô dạy một tí về hiện tại tiếp diễn nào. Hiện tại tiếp diễn là chị đã có dạy rồi và đăng lên YouTube rồi bạn ạ. Bây giờ mà đạo họ dạy lại thì không 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 nghĩa là các bạn khác học rồi à. Mình có bây giờ mình có câu nhá. You should send this letter to him tomorrow. Nghĩa là bây giờ bảo là mày nên là gửi cái bức thư này cho anh ấy trước ngày, trong ngày mai đi, không là anh ấy bay mất, là mày không còn cơ hội để gửi cho anh ấy đâu, đúng không? Tỏ tình đấy các bạn. Hoặc là có cô ấy bạn nên gửi trước cái lá thư này cho anh ấy. Bây giờ mình biết nào các bạn? Chị ơi em bị động yêu chị rồi là sao? Nào bây giờ mình viết câu này như nào bây giờ? À, object của mình là gì? This letter. Đúng không? I love you from the bottom of my heart. Hay quá. Các bạn biết đáy lòng là cái gì không? Lòng của chúng ta là một cái cơ quan mà nó dài ơi là dài. Và đáy lòng của chúng ta là cái nơi ấy đấy. Nên là yêu yêu nhau từ đáy lòng là hơi bị mệt, hơi bị nhiều mùi luôn đấy. This letter should be sent, chính xác, to him tomorrow. Ok. Nhắc nhở các bạn là các bạn học xong cái bài chủ động bị động này, các bạn vào cái, các bạn nhớ là phải vào vào group chúng mình sẽ giỏi tiếng Anh nhá. Và các bạn ở trong group thì các bạn nhớ là làm bài tập. Đây một ngày chị sẽ đăng ở tầm đấy nó 7 8 9 10 bài đó, 10 câu. Cứ 2 tiếng là đăng một lần, 2 tiếng đăng một lần. Thế các bạn nhớ làm bài tập ở trong đấy. Ok, còn tại vì là lúc trước ấy khi mà chị dạy xong vào cái hôm này thứ 6 đúng không? Mà đến tận hôm thứ 2 mới là cho các bạn làm bài tập thì nhiều bạn quên mà không được ôn luyện ấy, quên. Thế là chị thường là bây giờ là đổi phương pháp là sau khi mà dạy xong ấy thì ngày hôm sau sẽ đăng đầy ở trên group luôn để các bạn làm bài tập. Nên là các bạn nhớ vào trong group nhá. Học chị này dễ hiểu ghê. Ok. 21 giờ rồi. Group ở trong cái link ở bio nhá, vào click vào cái tên của chị ấy thì sẽ có một cái link daothuyen.com mới vào đấy, xong rồi vào chúng mình sẽ giỏi tiếng Anh rồi để vào để làm bài tập nhá. Rồi bây giờ 9 giờ chị phải đi học Zoom các bạn. Bây giờ chị phải đi học Zoom. Thế là chị ơi học cấp 2 được không ạ? Được em ạ. Có bạn học lớp mấy? Lớp 7, có bạn học lớp 9 cũng học. Bây giờ bạn ấy viết được một đoạn văn khá là dài rồi, khá là tốt rồi. Ok, mang câu group nha mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ học về đây thôi, dừng ở đây thôi các bạn nhé. Và hẹn gặp các bạn là ngày mai các bạn làm bài tập cho đầy đủ. Và tiếp theo là chúng ta sẽ làm vào thứ 2, tại vì là thường thứ 2 sau khi mà chị dạy Zoom xong ấy là nghỉ có 30 phút, chưa 30 phút để lại dạy tiếp. Nên là hay bị mệt ấy. Em xin bí kíp cho kỳ thi trung học phổ thông. Về vấn đề mà thi lớp 10 thi trung học phổ thông thì chị sẽ chia sẻ sau các bạn ha. Nga chị xinh thế mà cái ảnh nó chán là sao? Ở live chị xinh thế mà cái ảnh nó chán. Ok. Goodbye nhá. Goodbye. Cái video này bạn nào muốn xem lại thì lên YouTube chị xem nhá. Ok, tạm biệt các bạn. Goodbye. Học lớp 11, bye bye các bạn.